có cái nón gì cô hay bỏ ra. Bên kia có hai đôi một đôi dép nữ và một chiếc dép nam. Vậy hả? Một cái cốc em để bị gượt á. Vậy bị gượt luôn hả? À, thì cái chỗ mà người nãy em đi đây nè, em đi trong đây nè, qua bên bển đó nó có một cái đường hẹp như thế này nè, chui qua thì nãy em ba anh em cũng đi qua bên đó đó. Vì khi cái hình tảng đá mà ra hoa như thế này nè, thì mấy anh em cũng mãi mê xuôi theo cái con đường này nè, đi lòn qua lòn lại mà tới chắc bên kia thì thấy một cái điện thờ, thì trong đó em nhớ là hình tượng Phật Di Lạc, mà tượng Phật Di Lạc nhìn thấy lạ lắm, không giống như những cái tượng Phật Di Lạc mà mình thờ ở đây, mình thấy kỳ lắm. Và trong đó thì thấy có đèn sáng nè, nhang đèn có đầy đủ nè, rồi mình tưởng có người ở, thấy cũng sạch sẽ lắm. Em bước vô hỏi coi là có ai không, ra luôn nhầm vòng hoài không có ai không, mà không ai trả lời hết trơn á. Thì mấy em mới đi gảo quanh qua để mình quay phim mình coi có gì không đó, thì cũng tìm hiểu nhầm vòng, thì một hồi mình quay phim qua thì có một cái màu đen gì đó nó nhào ở em. Rồi em quảng hồn, em chớ rồi, lúc đó em quảng hồn la lên thì em chạy, thì hai ba anh em cùng bỏ chạy, thì em ra một kia em dắt tảng đá bự nó dội đâu rồi, gần nó thấy không, đây thấy cái bọc rồi, nó cái phía trên nha, nó cái chỗ mà cái dân ê, ê gọi cái đèn xích dịch chuyển qua bên đó, đừng gọi ngay không sáng, đúng rồi đó, chỗ này nè thiệt luôn hả? Ừ, lúc em quên máy ra cho này nó hút ra nè, nó nói em cũng sợ. Chỗ nào hơn thì nãy đang cầm đây nè. Chỗ nào á? Lúc nãy em quay phim trong đây nè, là chỗ nó dập ra. Dập hả? Ừ. Vậy thân gì vậy? Đó, cái cục đá không, cái gì đó mình thấy cái mỏ thấy không, cái đầu đó ngóc lên đó. Ừ, thấy ghê không thầy ơi, đá gì mà sao là sao là kỳ dữ ta. Bên đây mình nhìn qua bên kia mình thấy cục đá rồi, thấy cái ốc luôn á, không biết là nó thì anh thấy nhìn giống gì không, em thấy giống đó. Giống gì á thân? Không dám nói anh ơi. Không nói được hả? Đi núi không dám nói ha. Dạ. Thôi đúng rồi, mình lên núi mình cẩn thận những cái lời mình nói nha thằng, chứ đừng có nói những cái điều không nên đó nha. Không nói đâu. Thấy giống như lắm luôn, biết bà con cô bác mình xem thấy giống không à. Rồi có ai thấy được gì thì giúp cho mình cái bình luận trên video clip này nha cô chú anh chị. Đó, có cái miệng luôn đó. Miệng luôn ha thân. Có cái miệng đó. Sao em nhìn thấy vậy? Nó tét ở miệng ở trên là hàm vẫm xuống đó. Ừ. Có một lần đó. Kiếp của người sắp sửa tương lai, núi Bà Đội bèn sai thú dữ. Nào hổ báo xài lan sư tử, Tây Tượng Beo nhiều thú dị hình. Bà kêu vào gắn nguyệt nhãn tinh, mắt cá thú quang minh sáng tỏ. Ai thờ hiệu Bủ Sơn hiền ngõ, chiếu kiến tinh thú ấy cúi đầu. Được tự do thông thả mặc dầu, lên vệ ngọc đặng chầu chúa thánh. Kẻ ác đức không phương nào tránh, nguyệt nhãn tinh sáng ánh như đèn. Thú mộc nanh nó chẳng có quen, giữ lập giữ nó bèn xé nát. Bởi đá chỗ hoa, một hiện tượng không phải nói là lạ, nhưng mà hiếm gặp, có thể là ngàn năm trăm năm sự kiện này mới xuất hiện. Mỗi khi một sự việc lạ nào xuất hiện, đều có những chuyện báo hiệu tương lai, vận mệnh trời đất thay đổi sẽ dần lộ ra. Gần đây, nhiều hiện tượng nào là mưa đá, nào là biển màu đỏ, nào là dông lốc, nào là những chuyện chưa từng có, những chuyện lạ kỳ nay có hay chưa. Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Theo như ông bà xưa cho biết, hỡi mỗi lần nơi nào đá chỗ hoa là năm đó, nơi đó hoặc là đất nước đó sẽ có những chuyện khổ xuất hiện. Nam mô A Di Đà Phật. Tiền căn ở ác nên kiếp này sống thác phân minh, lời di ngôn thầy nói lắng linh, đời tận thế có nghiệt tinh xuất hiện. Có loại xấu năm chèo tu luyện, đang ẩn mình chờ chuyện binh đao. Kỷ dạo xưa thầy đã âm hao, biết nó sẽ ngày kia sáng tỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Chào cả nhà, hiện tại mình đang có mặt tại một ngọn núi rất là linh thiêng ở vùng Thất Sơn An Giang. Và mình theo cái sự chia sẻ của bà con nơi đây là trên ngọn núi này đã xuất hiện những cái hiện tượng rất là lạ. Và bà con chia sẻ với mình rằng thì ở trên ngọn núi này có một cái hòn đá
rất là to, và trên cái hòn đá này mọc lên những cái bông hoa đá rất là lạ mắt, và nghe nói đâu là nó có những cái gì đó giống như một cái luồng hào quang gì đó mà tỏ ra từ cái những cái hòn đá này. Thì mình cũng rất là hiếu kỳ nên được cái sự chia sẻ của bà con cô chú anh chị ở nơi đây. Thì ngày hôm nay mình tìm đến đây để đi lên trên đó để thực hư câu chuyện như thế nào, mà theo những cái lời đồn đoán của bà con kể lại cho truyền miệng với nhau rằng là trên đó đá chở hoa, là có những cái hiện tượng rất là kỳ lạ bên xung quanh đó. Và nhiều người, bà con thập phương khắp nơi cũng đổ xô vào đây để mà tận mắt nhìn thấy được những cái hiện tượng kỳ lạ như thế này, mà đá tại sao mà chở hoa, nở hoa. Thì mời cô chú anh chị đồng hành với mình trong video buổi trưa ngày hôm nay nha. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có đi lên cái ngọn núi này, và ngày hôm nay trên đường mình đi thì cùng mấy anh em cũng rất là hiếu kỳ về câu chuyện hoa nở trên đá này, thì mấy anh em cũng quyết định đi lên ngọn núi này để thực hư những cái chuyện gì đó, và sẵn đó cập nhật những cái khung cảnh, những cái hình ảnh đường xá ở ngọn núi này có thay đổi gì không cho cô chú anh chị biết được và thấy được những cái khác lạ của vùng bảy núi. Ở trên tảng đá thì mình thấy có một chữ là nhớ niệm Phật. Còn bên đây là mình thấy có một cái hòn đá thì có để một hàng chữ rất là mới: Thần Long Hộ Pháp. Có cái một hòn đá hình dị rất là lạ nha. Và cạnh hòn đá này có một cái ngôi miếu. Thì mình nhìn thấy bên trong là ngôi miếu này xây cái kiểu rất là đơn giản. Bên trong là có hình của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, và bà con có để là cũng là chầu cao và voi và những cái ly bằng giấy, những cái bát hương gì đó. Tại ơi, mùa này mít có trái nhiều quá hả? Mình sẽ đi lên trên gặp cái hình ảnh nào mới lạ nữa mình sẽ cập nhật và quay cho cô chú anh chị xem nhé. Thì từ cái phía xa xa dưới này đó, mình nhìn thấy ở trên chỗ một cái hòn đá có một cái màu vàng, và cái chữ viết gì đó, để mình lại gần mình xem cái chữ viết này là thờ hay là cái dấu hiệu gì đó. Nói chung bây giờ cái đường này mình đi lại thì thay đổi rất là nhiều nha. Đường xá là bà con người ta làm lại những cái đường đi rất là sạch sẽ, mà bê tông để cho mọi người đi dễ hơn. Tại vì vào những cái tháng trời mưa đường nó trơn trượt rất là khó đi, và những cái lá cây nó gây cũng gây cản trở khó đi lắm. Nếu mà đi không cẩn thận là dễ bị trượt chân. Mình gặp ông chú đang ngồi đây. Dạ con chào chú. Làm gì đây dạ chú? Dạ. À, ngồi đây. Chú quét đường đi đây à? Dạ. Chú lúc là người ở đây hả chú? Dạ, ở chăm sóc. À, chăm sóc ha. Bây giờ lên mấy đây rồi. Vậy hả? 4 giờ là chú ở đây, giữ ở đây tới 4 giờ chú mới xuống. Dạ. Cái này là đất gãy của chú hay là sao hả giờ chú? Đất của người ta. Người ta ha. Mà mình làm công quả ở đây. À. Con thấy là đa số những cái bà con mà đồng bào người Khmer mình đó chú. Dạ. Ít có đi bên núi cũng như là thường là làm gãy làm ruộng thôi, chứ ít có lên đây mà làm những công tác thiện nguyện như thế này. Thì con thấy chú là một trong những cái trường hợp rất là đặc biệt. Thì không biết là cái căn duyên như thế nào đó mình về đây mình làm những cái thiện nguyện với lá cây như thế này chú? Dạ mình cũng đất đai cũng ít, mà mình ra rồi thì mình lên đây mình làm phước mà. Dạ. Mình rất làm phước.
À, mục đích là chú lên đây để làm những công tác này để làm phước. Dạ. Không biết là năm nay chú nhiêu tuổi hả? À, 69. 69 hả? Ừ. Nhà cũng ở dưới này gần ở đây. Dạ, một cây số ở trong Tân Lợi. Vậy hả? Sáng thì lên bác đây, bác xong rồi ngồi ngồi tới 4 giờ bác xuống về luôn. Ờ, ngày nào cũng ngồi cục đá luôn. Dạ. Dạ, giờ con thấy ở bên đó là có cái tự hay cái gì bên đó nó như vậy chú? Đó là hang đó, hang của người ta cúng không? Hang đó hả? Hang gì chú? Không biết hang gì người ta cũng đi tới nữa đó. Vậy hả? À, dạ, chú không có gành gì bên cái thờ tự bên người Việt đó ha? Dạ. Nhưng mà cái tự động chú có cái phát tâm về đây để mà làm những công việc quét lá để cho bà con dễ đi lên ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú dạ. Chú nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Dạ. 4 giờ mới đi xuống. Vậy ha, ngồi hoài vậy đó ha. Ngồi hoài chút đó quẹt nữa. Dạ. Nó là không rút nữa. Vậy ha, để lá cây vớt rồi quét vậy hả? Ừ. Tiền ơi. Vậy ha, có lá cây là chú hãy có lá cây là chú quét. Tàn ơi, con thấy chú lạ quá nè. Dạ, con cảm ơn chú nha. Thì ở đây cô chú anh chị có một cái giống như một cái sơn động gì đó, cái hang động gì đó, nhưng mà có để một cái tượng gọi là Phật. Cái này theo mình nghĩ là Phật thì cái cốt thì mình nhìn tưởng đâu Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự, nhưng mà có để chữ thập. Thì không biết tượng cốt này là Phật gì, cô chú anh chị biết thì giúp cho mình cái bình luận trong video clip ngày hôm nay nha. Chứ thường mình thấy là có hình chữ thập á, là hình của Đức Phật A Di Đà. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni là quấn cái y ở một bên. Và không có chữ ở trên ngực nha. Trên cái phần ngực của mình á. Tay thì ngài chỉ lên, tay chỉ xuống. Giống như cái lúc mà Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc mà ngài ra đời á, bước trên 7 tòa sen. Thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Còn phía bên đây là có một cái hòn đá rất là to. Và cái hòn đá này giống như một cái hình, một cái ông dài đang nằm. Thì theo cái lời truyền thuyết, truyền miệng với nhau rằng, thì cái ngọn núi núi này, ngày trước là có nhiều cái loài thú dữ, hung dữ từng ở đây. Và trong cái thời của các vị Phật mà ngày xưa ở vùng Bắc Sơn Giang, họ mới chia ranh giới ra giữa núi Cấm và bên núi bên đây. Ai tu thì về núi Cấm, ai không tu thì về bên ngọn núi này để mà ẩn mình, để nhưng mà chờ ngày như thế nào đó. Thì theo những cái lời chia sẻ của những cái cô chú anh chị lớn tuổi chia sẻ lại cho mình chỉ biết như vậy đại khái. Thì thật sự ra nha, cái hòn đá này mình nhìn phía từ xa mình thấy là kiểu như là một cái hình con gì nó dài lắm nha. Có phần đầu nhọn nhọn rồi nó đi dài luôn, tuốt ở trên đó luôn. Thì mình không có đi qua bên đó để khám phá nha. Hôm nay mình cái chuyến đi của mình là hành trình của mình đi lên chỗ cái đá nở hoa. Thì hôm nào có dịp nữa thì mình sẽ làm những cái video clip khám phá lại cái này để cho cô chú anh chị thấy được những cái cảnh thay đổi của trên ở đây. Từ cái phía bên đây mình gặp những cái hòn đá nha. Nó có màu trắng ở trên màu đen, có đá rất là to nằm ở trên cái đỉnh trên chỗ cục đá không nha. Không dài nằm nữa đó. Thì mình sẽ đi lên trên. Ở đây thì bà con ngày nào cũng có người quét dọn sạch sẽ những cái đường đi như thế này nè, cho những cái khách hành hương bà con người ta đi. Ê, ở đâu có con chị ngồi đó. Em chào chị. Ủa, chị đi với đoàn mình hay là đi một mình vậy chị? Vậy hả? Bên đó là... Cái đó là thờ bên gì ở bánh hả chị? Vậy hả? À, mẹ nữ hoa. À, đội đá giá trời. Bồng lai tiên cảnh mát mẻ. Vô cùng an vui. Mình ở đâu về mình đi lên về đây chị? Ở đâu mình về mình đi đây? Vậy à, cũng gần đây ha. Đi hai vợ chồng. Vậy là mới lên luôn hả chị? Vậy hả? Đi tới gì trên kia luôn không? Dạ. Chị có thường đi núi này không chị? Vậy hả? Ồ, mình cũng người ở đây nhưng mà mình cũng đi lần đầu ha. Ở đây đẹp quá hả chị? Dạ.
Dạ em cảm ơn chị nha, chúc chị nhiều sức khỏe nha, gia đình nha. Dạ. Thì mình không có tiện đi quanh đó thì mình sẽ đi cái hướng của mình là sẽ đi lên trên chỗ kia trên kia. Vào những cái mùa này á, những cái cây cối bắt đầu nó xanh tươi tùm trở lại. Vào những cái tháng mà trời nắng hạn hôm bữa, những cái cây trên đây nó khô héo nhìn rất là thấy thương. Mưa xuống là giống như một cái kiểu gì đó nó được cây lá ở vùng núi sẽ được hồi sinh trở lại. Rồi. Đây có một cái đường nữa nào mà không biết đi đâu. Còn đây là đi lên trên. Cũng khá là lâu rồi, mình không có đi lại cái đoạn đường này. Mà đi cái dốc như vậy mình thấy là nó cũng đứng vừa vừa nha. Mình đi cảm giác nó cũng hơi bị đuối tại vì cái dốc nó hơi đứng á. Những cái hòn đá ở đây rất là đẹp. Nhìn kiểu lạ mắt lắm. Đi lên trên cái để chăn cái gần tới rồi. Nào giờ có đi nữa này cho Linh. Em đi cũng nhiều lần anh. Dạ. Yeah. Ừ. Đi mét được bao nhiêu lần rồi? Em đi cũng 4-5 lần rồi. 4-5 em lần. Cũng khám phá cũng rất là nhiều người ở đây. Dạ. Yeah. Đặc biệt là cái ngọn núi này nè. Và rất là nhiều người ít dám đi đó. Lý do tại sao? Vì câu chuyện mà ngày xưa kể đó là ở ngọn núi này đó là thú dữ ở rất là nhiều. Nó bà con mình thì không cho phép để mà lên đây. Nó rất nguy hiểm. Dạ dạ sao nữa? Mà thì đó là câu chuyện ngày xưa thôi. Chứ bây giờ thì mình đi thì cũng không thấy. Nhưng mà những câu chuyện ngày xưa mà kể lại á, nghe cũng rất là rùng rợn. Mình thấy cũng rất là sợ khi mà đặt chân lên ngọn núi này. Mà thường là bà con kể gì vấn đề tâm linh hay cái gì đó? Thường thì kể về thú dữ anh. Trong đó có một con gích rất là to lớn. Nó như con này nè, rất là to lớn nha. Gì hả? Con này là con chiếu nè. Mà to khổng lồ luôn hả? Con gích đó bận nặng cái tấn mà. Gì gây ăn luôn con bò. Cái đó là một câu chuyện đó mà người dân kể lại nghe. Nó là con gích ăn luôn con bò luôn. Đó. Và một câu chuyện nữa là ông hổ, hắc hổ á, là hổ đen á, là ở nơi đây. Nó thì tràn qua núi ông Cấm để mà xâm chiếm lãnh thổ á. Thì bển có ông bạch hổ mà hai con cắn lộn mấy ngày đêm, cuối cùng ông hắc hổ thua chạy tiếp tục chạy về đây. Và ở đây cũng nghe có nói có một câu chuyện mà gắn hổ mây to lớn từng xuất hiện ở đây. Gì ghê không? Nhưng khi mà ống bò mà từ núi này qua núi Cấm á là mất hết gần có nửa ngày trời á. Trời. Mới qua được cái tới bên núi Cấm. Giữ thằng ông như vậy hả? Bự vậy hả? Ông rất là to lớn mà. Lúc đó thì đường lộ mà bây giờ bị kẹt xe luôn, hai đầu luôn. Không ai lưu thông qua được. Đó. Thì những câu chuyện đó mang cho chúng ta biết là sự ly kỳ màu nhiệm ở vùng núi này. Về cái chuyện của ngày hôm xưa. Ngày hôm nay hình như anh em mình đi về đây để xem cái gì thật. Ngày hôm nay thì em nghe đâu đó có người kể là ở đây có hình bông hoa trên tảng đá đó. Tức là đá nở hoa đó. Ủa đá sao nở hai hoa đâu ta? Thì nó giống như thế này anh. Yeah. Nó cũng như thế này. Đây là một cái chứng bệnh gì không biết trên đá. Nhưng mà nó cũng mà có màu sắc như thế này nè. Ủa, nhưng mà cái kia thì có màu sắc đẹp hơn. Cái này kiểu là tảo cái gì mà cái gì mấy cái gì ở trên cái này mà. Này thì tảo. Quay cái tảo cái gì đó kêu là gì? Gông. Không. Nghiêu. Không phải luôn. Rồi. Nó kêu là cái gì á? Quay đâu quay. Vậy là mình đi hướng nào? Đi hướng nào, đi hướng nào? Đi hướng này nè. Lên trên luôn hả? Đi lên trên đi. Ở đây thì mình thấy có được những cái sơn động, cái hang gì ở đây. Và đó có một cái hang ở đó nữa. Và những cái quần áo gì đây nè. Thấy một cái trái rất là lạ nha. Mình đi qua bên đây để mình bẻ thử coi. Thấy nó xa xa đỏ đỏ nè. Trời ơi, trái gì mà nhìn thấy ngon quá vậy? Nè.
ơi đụng như có sao không ta, ê cái cây này cái gì mà gai không ta, ui trái nhiều quá nè, ui hấp dẫn quá vậy, phải không? Chanh gừng hả chị? Thì thấy trái xanh này nè, nhưng mà trái đỏ nhiều lắm nè. Mình bẻ ăn, bẻ nó có ngứa gì không chị? Ê nó chín rồi nè, trái này chín rồi nè. Đi sao hôi chứ vậy? Hình như là trái chanh gừng hay chị chơi. Mà nó hôi nha. Nó có cái mùi chua vậy nè, không biết sao. Này trái đây mấy trái luôn. Nhưng mà nó kiểu như là nó có trái xanh, trái đỏ. Nè cái trái nó màu xanh trái gì nè. Chú anh chị thấy em đây mình quay gần lại vậy đó, cái trái này, cái trái xanh của nó là gì đó, không biết trái này là cái cây cây gì hay ta. Ở đâu mình test cả thử rồi chị gì lần nè, chị test cả thử ra để xuống dưới đó, để dưới đó. Thúi thúi hôi quá bà, hư thử ra. Ủa thơm thơm mà, ui phải chanh dừng không? Nhưng mà chân dồi chết mẹ à. Ê, không. Cái hộp này kiểu như là chanh dây á. Chanh dây á. Mà không lẽ là chanh dây rừng. Chanh dây rừng. Rồi đúng rồi, chanh dây rừng. Em nghe cái mùi nó ngọ ngọ rồi. Mùi nó tanh tanh á. Nha. Ừ. Cái này giống hệt chanh dây à. Ngộ ta. Rồi, mấy cái này giống hệt con dồi. Mà nhìn ngon á. Ê, mà nhìn cái hộp kiểu này ngon ha. Ngon dữ lắm luôn á. Nhưng mà cái mùi nó hôi quá, hồi bỏ đi chị. Giờ mình sẽ băng qua một cái cánh rừng để đi vào một cái nơi mà đá nở ra giống như là hoa mọc trên đá vậy đó. Thì mình đi vô đó đó là mình cần mà chuẩn bị một cái chiếc đèn nha, mình mới thấy đường mình gọi ở trong đó, tại vì trong đó nghe nói là tối và rất là u ám. Thì hai cái đường mình đi nè, những cái cây gì đó nó rất là nhiều lùm không à. Ôi ôi gió, nghe được những cái âm thanh gì đùng 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 ở từ chân phía bên núi ta. Mình phải đi vô những cái lùm cây vậy. Ủa đường nào ta đây? Mình sẽ men theo cái đường mòn nha. Này mình đi cái mùa này á là nó còn dễ đi nha, vô cái những mùa mưa là khó đi lắm, tại vì ở đây đất không à, giống như cái đường này đường mòn của bà con người ta đi làm gì đó trên đây. Đây là một cái đường cùng rồi, như đi qua đây của đường nào ta? Đây là cái đường Bích Lệ. Nhìn chắc đi lên đây quá. Có chắc cái đá lên nữa nè. Ây da. Mình em kìa xuống trước, mình đi xuống sau. Ây da. Đây rồi, những cái kẻ đá sâu vậy ta. Giống như một cái vực thẳm gì đó. Thôi ơi, mình mới phát hiện ra ở nơi đây có những cái nơi mà giống vậy luôn. À, đây có một cái bát hương để mình sẽ thắp hương ở đây, mình cúng trình ở đây trước rồi mình sẽ đi vào trong này cô chú anh chị. Mình đã thắp hương xong và mình sẽ đi tiếp thôi cô chú anh chị. Thì ở đây có những cái hàng đá gì đó rất là nhiều. Ở đây giống như kiểu là có cái nơi ẩn mình của những cái người mà tu sĩ ngày xưa á, họ tìm lên những cái chốn mà sâu thẳm như thế này để mà tìm những cái pháp môn giác ngộ gì đó. Thì cái vùng bảy núi Thất Sơn An Giang của mình là nhiều
cái vị tu sĩ người ta cũng đã về đây để mà ăn mình, để tu luyện, tu tập, và những cái người đã chứng đắc cái gì đó rất là nhiều. Thì theo cái lời chia sẻ của những cái cụ lớn ngày xưa ở vùng Hắc Sơn Bãi Núi, đây có một cái hang gì ở đây và được chắc chồng lên một cái hàng hòn đá rất là to, đứng nhìn mút mắt luôn. Mình sẽ đi ngang cái chỗ cái cầu này, cái chỗ này nè, là đúng ra mình trèo lên cái ta hòn đá này cũng vẫn được, nhưng mà bà con người ta có điêu trước là để cái cây này để mà dễ đi qua. Ây da, tới đây là có cái mùi rất là tanh nha, đá gì đó chồng. Biết cái hoa nó nào ta, mấy bạn kia đi trước mà chưa tới luôn. Những cái kẻ đá gì đó nó như thế. Xuống đây là có mùi rất là tanh nha. Rồi. Này giống như kiểu cái hang dơi hay cái gì đó, là cái hang của mấy kia cái gì, cái ngày gì người ta ở đây. Ôi ơi, quá tàn mùi. Ủa, mọi người tới đây từ nãy giờ đó hả? Ủa, em vô coi lạ lắm rồi chị ơi. Dạ rồi, ở đây mà lần đầu mình tới đây luôn không ta? Cái mùi gì khủng khiếp luôn. Ôi, có cái nón gì của hai bỏ đây. Bên kia có hai đôi, một đôi vết nữ và một chiếc vết nam. Vậy hả? Một cái cốc em nghĩ bị gượt á. Vậy bị gượt luôn hả? Ừ. Chị ghi với không? Ừ. Thiệt không? Thì cái chỗ mà người nãy em đi nè, em đi trong đây nè, qua bên bển đó, nó có một cái đường hẹp như thế này nè, chui qua, thì nãy em ba anh em cũng đi qua bên đó đó. Vì khi cái hình tảng đá mà ra hoa như thế này nè, ừ, thì mấy anh em cũng mãi mê xuôi theo cái con đường này nè, đi lòn qua lòn lại, mà tới chắc bên kia thì thấy một cái điện thờ, thì trong đó em nhớ là hình tượng Phật Di Lạc, mà tượng Phật Di Lạc nhìn thấy lạ lắm, không giống như những cái tượng Phật Di Lạc mà mình thờ ở đây, mình thấy kỳ hết. Và trong đó thì thấy có đèn sáng nè, nhang đèn có đầy đủ nè, rồi mình tưởng có người ở, thấy cũng sạch sẽ lắm. Ừ. Em mới bước vô hỏi coi là có ai không, ra luôn nhìn chồng hoài không có ai không, mà không ai trả lời hết trơn á. Thì mấy em mới đi gạo quanh qua để mình quay phim, mình coi có gì không. Đó, thì cũng tìm hiểu vòng vòng, thì một hồi mình quay phim qua thì có một cái màu đen gì đó nó nhào ở em. Rồi. Em quảng hồn, em chạy chớ giới rồi. Lúc đó em quảng hồn la lên thì em chạy, thì hai ba anh em cùng bỏ chạy, thì em ra một khi em dắt tảng đá bự dội ngược rồi. Ngược lại không như không cho đi gì đó. Là bên đó đó hả? Không, bên đó quẹo bên kia nữa, đi qua rất là xa, bây giờ em không dám qua đâu. Vậy hả? Giờ ở đây là cái dỗ hoa đá nở hoa đâu? Đá nở hoa nè, thấy không? Ở đây hả? Ừ nè, thấy không? Thấy rất là lạ không? À đây. Đây cầm giùm cái đèn rồi kìa. Dạ, coi nè, thấy không? Tàn ơi, nó nổi hột này thấy không? Sao mà ngộ vậy ta? Thôi dài lên trên đó lần. Ừ, ấy gọi dài lên trên. Nó. Tàn ơi, thì tốt ở trên luôn kiểu ơi. Ừ. Đây, cái không này... không những ở đây đâu, bên kia cũng có nữa. Vậy hả? Ừ. Ê, mà những cái hòn đá này nó kiểu như là đá mục hay sao ta, nó nằm dưới cái lòng đại dương quá lâu rồi nó mọc lên những cái tảo cái gì ở đây cái này là nó nổi ra chứ không phải mà nó bị xói mòn anh. Nổi hả? Thì em nghĩ nó nổi ra, anh thấy không? Những cái cục đá nó nổi ra nè, thấy không? Đúng rồi, những như những cái hoa gì đó nó mọc ha. Ừ, chứ không phải là nó mòn. Ủa mà nguyên cái dãy đá vậy luôn. Bên đây là những cái bự hơn hay gì đâu. Ờ, bên đây màu trắng. Anh thấy không? Tại vì nó mọc nè. À, nhỏ nè, thấy không? Cái nở bự từ từ nó bự ra. Ừ, đúng rồi. Bự ra như thế này nè. Giống như kiểu núm ha. Ờ, nó lớn ngang chứ không phải mình nói nó nhỏ vậy mình thôi, rồi nó không lớn đâu. Nó chẳng lớn.
lớn như những cái cục này nè, còn lớn hơn nữa như những cục đó đó. Đúng rồi, thần gọi ra đây cái thằng ơi, ở đây giống như những cái núm mà cái bông hoa gì đó mà nở trên cái nó mọc ở trên vách đá. Còn hình như có khu vực này không phải không? Còn anh, ở trong kia nữa, đây nó cũng mới mọc nha. Có anh ơi. Đây giới thiệu bà con mình quá chừng luôn là người ta nói là những cái hoa đẹp quá. Còn còn bên đó còn còn bên, bên đó là cái gì hả? Bên đó thì giống cái hang ở điện bên đó. Đây đây đưa đây đây. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Có mấy bạn ghi xuống để cho mấy bạn ở đó xem để cái sự hiếu kỳ về đá mà giống như kiểu là hoa mọc ở trên 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 đá vậy đó. Thầy ơi, ở đây nhiều cái giống như một cái mê cung gì ở đây nha. Ủa đây giống như cái mê cung gì ngày trước nè. Đây là cái đường cùng ở đây. Thằng ơi, sao mà nhiều cái vậy ta? Bên đây có một cái đường này là bích đây nè, bích đường đi rồi. Còn bên đây thì có một cái kẻ đá rất là to, lớn luôn. Giống như một cái mê cung ở đây nha. Hiện nay bạn Thận có chia sẻ là bên đây có một cái chỗ thờ tự người ta đang đỡ đốt nhang gì ở đây sẵn hết trơn, mà đi qua thì không có người. Rồi vô đây sao tối vậy à? Đây giống như đi còn đi chiều chồng mình thấy có mũi tên đỏ nè. Chứng tỏ là cái đường này nhiều người đi lắm, nên nó láng lứt à. Bin hay gì sao? Học sự là đá ở đây nha, là những cái này nè, nó bị giống như ăn mòn cái gì đó. Kiểu như bên đây cũng thấy nè, nhưng mà không có nở kiểu như có bông gì đó, như cái lời mấy bà bạn kia chia sẻ. Ôi ôi, đây còn những cái quần áo, đây có một cái hang gì đây nè. Gì kêu vậy? Chỗ này là có quần áo gì của ai nhét lại đây nè. Rồi. Bên đây là như hết hay ta? Có nước ở trên nó chảy xuống ở đây. Bên này giống như cái đường cùng mà đi ra ngoài. Ở ngày chỉ được đi lên dịch. À, mấy cái bàn này nè. Ở đây nè. Kêu là kẹt nãy giờ mấy bạn dê á. Hôm nay rồi bạn Thận nói là có cái nơi mà miếu thờ tự gì bên đây mà đốt nhang gì đó rồi ta mới cúng gì đó rồi xong thấy đó. Nói chung là mình đang ở dưới đây giống như một cái thung lũng gì ở dưới này. Bữa nay nó có nó bên đây có dép rồi chỗ thờ tự gì ta. Rồi mới thấy bị gực chạy mình luôn. À thấy rồi đây. Mình phát hiện ra là những cái hộp thức ăn gì trong cái thời ngày xưa nè. Những cái hộp đồ ăn thức ăn thời chiến á. Đây đây đây. Có cái bọc gì đây nè. Thận ơi, Thận ơi, qua có nghe nè, có này hay lắm nè, qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè, ở đây anh phát hiện đó nha, có một cái hai cái hộp, một cái hộp là dở nắp, một cái hộp chưa dở nắp,
Cái hộp là giống như giống như là người ta mang đồ ăn mà ở như bó. Đúng rồi, cái hộp cái kiểu thời lính hồi xưa. Giống như lấy lầm đây không? Cái đó không giống lấy đâu. Cái hộp này nguyên. Cái đó bằng sắt đó, bằng nhôm, bằng sắt. Sắt. Cái hộp này nguyên nè. Dạ. Và có một cái bọc đồ gì cả. Cái hộp đó không kia hộp gì. Không. Có một cái bọc đồ nha. Tao thận thận xuống rồi kỹ nè. Rồi kỹ vô. Đó. Không, gọi cho cái bọc á. Cái bọc này hả? Ừ, cái đồ giặt gì của người ta giấu lại á. Thấy không? Không biết là bọc gì. Đúng không? Nhưng mà ở đó còn một cái hộp kia còn nguyên nha, giống như cái hộp lon người ta kêu hộp lon gô hồi xưa nhớ không? Biết không? Hộp lon gô là hộp đựng vàng gì ngày trước á. Nghe có nghe ông bà kể không? Những cái trong trận chiến Ba Chúc là mà những cái cô người chú anh chị người lớn người ta kể cho nha, đúng rồi. Người ta hay đó, thần thấy không? Đó. Bây giờ chúng đó mà mình lấy thì cũng hơi ngán. Gọi dân cái kia không biết ở dưới đó như thế nào. Nhưng mà cái đường này có vô không ta? Ở dưới đó chắc còn gì, ai có cái giặt gì nữa kìa. Mình chỉ chui xuống thôi chứ không có đường nào. Thì xuống coi đi. Quay đi. Mình chỉ nha. Nó những cái lon nha, hai ba lon. Ê có cái gì nữa kìa thằng ơi. Cái gì chiếu nè. Hay là những cái ngày trước người ta cắt giữ những cái gì. Có trái lựu đạn hả Vịnh ơi? Khoan mà không. Nè, chỗ đạn em kế bục cái bờ cái bọc đó. Đúng. Nó giống trái lựu đạn quá hả? Lựu đạn hay trái gì đó. Kế bên kia vàng vàng đó. Thấy không? Ừ. Hả? Ừ. Nó bầu bầu đó. Giống trái lựu đạn quá trời luôn vậy. Sao xanh vàng vậy? Nó vàng khè nha. Đây có sao không? Thôi không dám xuống đâu. Ê, không đúng rồi, thằng nhìn đúng rồi đó. Thấy không? Ê, nó có cái tiếp đó gì kìa quay. Ừ. Gọi gần. Cái cháu đạn dài dài đó. Thần bước xuống đây em quay gần lại thần. Đưa cái đánh đèn sáng sáng cho. Ừ vậy đó. Ừ. Đây nè. Nè thấy không? Ừ. Không? Ừ. Giống như cháu đạn hay cái gì đó. Ê bóng hới nghe. Ừ. Bóng hới hả thần ơi. Ừ. Để mình sẽ giùm nghe. Đâu gọi gần. Đó thấy không? Đây, thấy cái bọc rồi. Nó cái phía trên nha. Nó. Chỗ mà cái dân gọi cái đèn xích dịch chuyển qua bên đó, đừng gọi ngay không sáng. Đúng rồi đó. Ngay cái góc trái luôn nha, góc trái cho cái bọc. Ừ. Rồi phía bên đây là những cái lon gô vậy nè. Mình dùm dằn lại nha. Đó. Ờ đúng rồi thằng ơi, cái đó là đúng rồi. Ê cái trái kia nữa kìa. Cái bên đó thằng nó. Không, phía trước nè, phía đây nè. Đó. Cái này thì không biết sắt gì đó. Còn đây đúng là trái lựu đạn nè. Bóng hới luôn nha. Ê còn xanh vàng luôn. Đó mình không dám xuống đâu, xuống rồi còn giết mình nó. Ê hay là hộp đó, hộp vàng không thật. Hơi nhiều khi đang còn gài ở dưới anh ơi. Đó. Bước xuống mình lấy một cái là lơ mơ rồi nó phát nổ rồi sao? Đúng rồi đó, nhưng mà cái hộp đó giống như hộp vàng nha. Không cái đó chắc cái trái nữa đó, nó là một trái nữa đó nhưng mà nó bị dơ nhiều hơn nó bụi á. Ừ. Coi góc ê thằng, đưa cái góc ê có cái gì thằng ơi. Đây nè. Coi xuống đèn xuống nè. À thêm một cái bọc nữa kìa. Thêm một cái bọc nữa. Bọc này thì biết bọc gì để cho đây quá trời nè. Mình không biết bọc gì. Ê thấy rồi nè. Đứng lên đây nè, xích lên đây nè. Kìa có màu vàng vàng nè. Không. Gọi xuống. Không. Đưa đèn vàng đi xưa. Cái gì? Nó không có cái con cái giặt gì vàng vàng ở đó. Không, xuống dưới xuống nữa, xuống cái đó. Bị phức đá. Lên đây đứng trên này, giống ngay đây mới thấy nè. Đây nè. Không có thấy đâu. Còn nhiều đồ sắt lắm anh ơi, giống như lựu đạn vậy đó. Gì? Nhiều lắm à? Nhiều lắm. Giống như lựu đạn mìn được kia ở dưới đó. Không, nhưng mà chỗ này nè, chỗ này đưa đèn đây. Đèn gọi đi. À nhìn nè. À cái bọc bánh ông ơi. Bánh nhưng mà những cái bọc kia bọc gì không biết nha, nhưng mà cái đó là màu xanh với cái hộp gì đó nhìn khá là đặc biệt nha. Mình nghĩ cái đó là nè, cái này là cái trái chắc đây nè. Còn bánh chỗ cái điện nghe cái chỗ mà ta thờ á. Thôi chắc mình không có xuống những cái địa điểm này đâu. Đây cái chỗ thờ là chỗ nào hơn? Đây nè, lộn qua bánh nữa. Ủa đâu thấy đâu. Dễ đi không? Đi đường này nè, lộn qua chen qua nữa. Dễ đi không? Cũng dễ. Dắt đi luôn đi. Như vậy. Sẵn dắt đi luôn đi. Nãy giờ ủa đi vô đây là thấy cùng rồi mà. Không. Nãy đi đây mà là, dí rồi sao dám đi. Là đi ra ngoài luôn hay gì? Đi đây còn lá cái nổ hoa nữa nè. Ủa còn nữa hả? Còn. Thôi sẵn dắt luôn đi thằng ơi. Đây nè thấy không? Đâu? Cũng mở nè. À đây nữa hả? Ừ. Và đây có một cái hang nó nứt chỗ xuống dưới cái kia nè thấy không? Đúng rồi nè, thấy sao? Nè, hang nổ hoa nè chị. Cho chị Sáu vô coi. Chị vô trong nè. Nè, thấy không? Cái đèn không gọi nè. Thấy không? Qua bên đây nhỏ, bên kia ha. À. Nó còn nữa, nhiều lắm. Đây nè, chỗ chị nè, thấy không nè. Đây luôn hả? Đây nè. Bây giờ rồi. Nè. À, khúc này nè. À.
Ê, những đá này nó nhanh. Đây nè, nhóc chân nè. Đó, nè. Đồ, nhiều vậy thằng. Đây nó đã quay, nhiều vậy. Thấy không? Bây giờ mình đây là bữa nãy mình qua mình thấy là đâu có đi qua được đâu mà mòn mòn sao bạn. Lỗ đó anh. Ủa sao mà nước? Ôi. Ơi. Có một đôi dép của ai kìa. Ừ, thì đôi dép đó, một cái dép đó với một dép chiếc nam. Là mình chui qua đây là mình đi qua bển được hả? Ừ. Ủa sao đó thấy nước không mà ta? Được, qua bển được. Qua bển là ra ngoài luôn hay vậy? Ừ. Qua bển ra ngoài lại nước mà. Không biết cái gì cỏ chui đây mà sao. Cái gì nó lát nó kìa. Như là mình đi, ê, chắc đi vào bánh luôn không ta? Khó đi quá, tại mình mang cái túi kiểu như là chui vào thôi. Dạ, 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 dạ. Dạ, khó đi vậy. Dạ. 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 Không phải là đây cũng nước coi nước nhưng mà à ở đây có một đôi một chiếc dép nam và bên đây có một chiếc đôi dép giống như để dép nữ vậy nè. Có ta đi ta bỏ dép này hay còn mới lắm nha, đâu có gách đâu. Ê, mình lọt qua bên đây giống một cái mê cung vậy nè quê. Ê, mình lọt ra ngoài đồng bằng rồi nè. Hay là giúp giúp hiệu luôn nha. Ủa cơ cái đó chỗ nào thằng? Ở đây cùng mà đâu đi được nữa. Bên trái anh. Anh ơi bên đây cũng là những cái gì đi bên đây nữa nào ơi. Có một cái hang nữa nhưng mà em chưa xuống, chưa dám vô đó. Giờ mấy nay gặp gì ở đâu đâu? Nãy á, em đi xuống đúng vô hang này nhưng mà đi xuống dưới đây nè. Ở đây có hang nữa hả? Đây nè, cái điện. Để ngay đâu mình nhìn vô thôi. Nãy đứng khám phá vô cái hang đó nhưng mà hôm nào chắc em vô cái hang đó. Vậy hả? Khám phá hang hang của mình đó nó còn sâu mà bí hiểm lắm, chưa ai khám phá. Tính ra những cái gì tu sĩ ngày xưa ở đây người ta hả? Vô gì ghê, ấy vậy? Hả? Ý. Ủa có ai ở vậy, có dây điện vậy? Ừ, dây điện người ở nhưng mà không có ai chứ á. Ôi có dây điện, có điện năng lượng nữa kìa. Có lông trong đi. Có lông chim cái gì nữa tài. Ý. Giống như mà người ta có thảo phía bên tay phải á. Cái khó cực. Ê. Vô gì sao ơi? Có khăn người có gì nữa kìa. À. Ê. Đây có một cái wow, mà công nhận những cái đá ở đây là hòn đá ở đây nó có những cái gì đó nhâm nhâm nhìn rất là lạ nha. Ở đây thì mình có khăn và cái chỗ này có thờ tự là thấy hình của cái ngày gọi là Đạt Ma Tổ Sư và ở đây có một cái bức tượng của Phật Di Lạc mặc áo đỏ. Thì trước tiên mình quay phim thì mình sẽ thắp cây hương đây xong mình sẽ quay tiếp nha. Đi, nhang thôi ta. Đây. Hôm nay thì hết giờ hai vị Đạt Ma hành thánh một Phật Di Lạc mà nhìn thấy cũng rất là lạ. Vậy là ở đây được thờ tự có người ở hay sao nè quê? Tại vì những cái đèn này, như đèn kêu bằng pin hay gì vậy ta? Pin năng lượng trời ạ, cũng có đèn dầu đó. Có đèn dầu thì mình không nói nhưng mà đèn dầu cái này nè. Đèn dầu, ai thắp đèn dầu, ai thắp đèn cậy luôn nè, sáng từ sáng giờ nè. Thấy không? Có người ở tu ở đây. Nhưng mà kiếm không thấy. Kìa ta có khăn nữa kìa. Nãy giờ kêu không có ai lên tiếng đúng không? Không ai chứ á. Hay là người ta... Chắc người ta ẩn tu ở đây. Người ta gặp mình, nghe tiếng mình đến đây người ta ẩn hay sao á? Nè ở đây che bị lông có ngủ luôn ở đây nè, ngủ ở dưới đây nè. Chắc lẽ là những cái vị này người ta tu ẩn cho nên không có muốn mà không muốn mình tiếp xúc hay gặp hay sao. Tiếp xúc với những cái người ở bên ngoài á. Đây, chào mừng thật. Đây.
ở đây rất là sạch sẽ nha. Kiểu như là người ta có, bà con người ta có ấy cái cao su lên. Những ở đây là có, hình như đây là dầu ăn hay gì ta, hay là dầu thấp dầu thấp hả? Ừ. À, có chai nước ở đây nha. Ở đây là giống như là có người ở, có chỗ nè, có người ngủ ở đây nè. Cao su nè. Nhưng mà không biết vì sao mà mình tới đây thì không thấy ai hết trơn. Mà mùng mền thì mình không thấy. Đi. Ở dưới đó có một cái đường đi xuống đó nè. Không biết ai ở đây này. Cái đường này chắc có lẽ là cái người, cái vị ẩn tu ở đây nha. Ê, gọi vô đây cái thằng. Ở đây có đường hang hay gì? Hang đi vô sâu nữa đó. Cái này chắc mình nghĩ là đường đi lên. Trèo lên nha. Những cái ca nước còn nè. Ở đây có một cái hang nữa nè. Mình không thấy đâu, dùng những trong nhân tiền bối á, thường ở tu ở trong núi á. Tại vì dùng cái thần thông gọi là ẩn thân. Cái thuật ẩn thân đó mình cũng có nhiều cao nhân cũng đã tu được cái thuật đó. Anh đá thì thấy lạ chị nè, thấy không? Trên có sọc sọc ra bánh da lợn nè. Hoặc mình nói là làm gì ta? Thịt ba gọi đó, có chỉ đó. À. Kiểu như nước hay như bên ẩm nó có sọc có sọc đó. Nó tạo ra một cái quẩn đó, thấy công nó đẹp ghê không? Nè. Đi xuôi theo cái chiều máy giống như một cái miếng vải lụa mà nó dắt xuống nè, thấy không? Nè. À. Giờ mới nãy thần gặp cái gì ở đâu mà bỏ chạy thần? Ở đây nè. Cái gì không? Chỗ này nè. Thiệt luôn hả? Ừ. Chút em quên máy ra cho mày nó hút ra nè. Mình nói em cũng sợ. Chỗ nào thần? Thì nãy đang cầm đây nè. Chỗ nào á? Lúc nãy em quay phim trong đây nè. Là giống như dập ra. Dập hả? Ừ. Em phải nói rõ ra không được. Đâu mừng ơi. Là hôm nay thần gặp ở trong cái gì á? À, con chim tàn rồi. Vừa nói chuyện. Chỗ này hả? Ừ. Dạ có ai ở đây không ạ? Ủa đâu có ai đâu thần. Dạ có ai ở đây không? Dạ không lên tiếng, nãy kêu không lên tiếng. Nãy có kêu rồi ha, nhưng mà thấy một cái bóng đen ở từ nó mới chạy ra hay sao? Ừ. Nếu đây đâu có chỗ đâu núp nó ta, lại tới đây là cùng rồi. Nè cùng chân nè. Sao mà gặp là có người đi hay sao? Cái dáng sao thật? Cái bóng ơi. Bóng hả? Nhưng mà ở đây thì mới nãy chắc vô ánh sáng gì cũng gặp đủ vừa gặp thôi chứ. Đâu có tối đâu. Em đi ra nghe ở đó đi nghe. Nghe nói nãy giờ khóc nổi rồi đó. Gì không? Mình sẽ chắc đi lên thôi cô chú anh chị. Vì hôm nay bạn Thượng có chia sẻ là bạn Thượng đi đến cái khúc này nè. Bạn Thượng gặp một cái bóng gì đó phớt ngang khúc này. Nhưng mà sự lúc anh em mình vô đây thì không thấy được gì. Mà thấy cái tình hình của bạn Thượng thì kiểu như là nhắc đến cái này là bạn Thượng hơi hoảng sợ nha. Nếu mình cũng có gan gì đâu, mình cũng sẽ đi thôi. Đi ra. Ở đây công nhận có một nơi rất là đặc biệt vậy ha. Như các vị người ta ẩn tu vì đó ở đây, và một cái sân đây kiểu như là để người ta tịnh tu vì đó. Và những cái đá nó đẹp. Tàn ơi, đó làm gì đùng dữ ta. Ây da. Bên đó là có, bên đây nè, là có những cái hang đó. Chắc mình chỉ quay ngày hôm nay mình đi tới đây mình làm cái video hoa mọc trên đá thôi, chứ không có làm video nữa nha. Qua được không? Ở đây mình không có đi định là chui hang đâu. Mặc cái quần ha. Ừ. Chui gì á? Chui gì á? Thận sao mà sợ dữ ta. Giống như mình đi vô đây công nhận
cái mùi quá tàn rắc. Rồi nó làm mình hơi sợ sợ chút xíu. Sợ mà sợ chút xíu luôn hả thân? Ừ. Không có sợ bất nhiều. Bất ngờ là mình thấy giật mình rồi. Đúng rồi. Đây cô chú. Hoa nở trên đá là giống như hiện tượng là những cái sự bào mòn của những cái tảo gông rêu gì ngày trước á, tạo nên những cái hiện trạng như là một cái hoa giống như kiểu như giống như những cái búp gì cho nhỏ li ti nè. Giống như là nó lớn theo cái năm tháng nha. Nó nhỏ nó có lớn có nè. Và nó già đi luôn. Mà ở cái khu vực này ở bên kia hết. Giống như kiểu nấm hay là hoa nở vậy đó. Nè, quá đẹp hả? Hiện tượng này nhìn rất là lạ của chú anh chị.